Trực tiếp, ca sĩ Mạnh Quỳnh và Wendy đã công bố sẽ hát song ca tri ân Phi Nhung và khán giả. Nhiều khán giả hâm mộ Phi Nhung háo hức chờ đợi màn song ca giữa người tình trên sân khấu của nữ ca sĩ là Mạnh Quỳnh với cô con gái ruột Wendy trên sân khấu hải ngoại trong thời gian tới. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh chính thức lên tiếng, không có chuyện đó đâu. Wendy Phạm là người con ruột duy nhất của dòng ca Bông Điên Điển. Sự ra đi của Phi Nhung khiến người hâm mộ sững sờ và đau xót. Đã hơn nửa năm kể từ ngày Phi Nhung ra đi, nỗi nhớ thương người mẹ đông con nhất showbiz vẫn không nguôi ngoai trong lòng người hâm mộ. Nhớ chị, fan ngắm lại hình ảnh của chị, xem những màn biểu diễn trước đây của chị. Nhiều người yêu mến Phi Nhung đã dồn tình cảm cho Wendy, giọt máu duy nhất của Phi Nhung để lại. Trong một lần livestream cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho mẹ Phi Nhung, chính Wendy đã nói rằng Wendy không hát hay bằng mẹ đâu, chỉ có mẹ thích Wendy hát thôi à. Rồi cô cất giọng hát vài câu thì bị khen tiếng. Nhìn giống mẹ, cách suy nghĩ giống mẹ, nhưng hát không giống mẹ tí nào đâu. Từ lúc mommy mất, giọng con bị bể, bị khen. Biết là mẹ không muốn con đi hát, mẹ lấy giọng Wendy đi theo rồi. Con gái Phi Nhung nghẹn ngào giải thích. Tuy nhiên, khán giả yêu mến Phi Nhung vẫn luôn muốn một lần được trông thấy con gái Phi Nhung đứng trên sân khấu hát với Mạnh Quỳnh. Gần đây có một số thông tin cho rằng, trong chương trình mới của Trung tâm Thúy Nga, Wendy sẽ có màn song ca với danh ca Mạnh Quỳnh. Trao đổi thông tin này với nam danh ca anh thốt lên, trời đừng tin mấy tin vịt ấy, làm gì có chuyện Mạnh Quỳnh song ca với Wendy, không có chuyện đó đâu. Vì sao Mạnh Quỳnh không song ca với Wendy? Câu trả lời từ người tình sân khấu của Phi Nhung là, Wendy không phải ca sĩ. Tuy nhiên rất có thể Mạnh Quỳnh sẽ biểu diễn cùng cái con nuôi theo nghiệp cầm ca của Phi Nhung, anh cho biết. Vì bên Thúy Nga hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của Phi Nhung là đưa ba người con nuôi của Phi Nhung sang Mỹ để hát, nên có thể Quỳnh sẽ tham gia với các cháu nếu phía Thúy Nga cần hỗ trợ từ Quỳnh. Mạnh Quỳnh gào khóc vì để Phi Nhung âm thầm chịu đựng điều khủng khiếp suốt 30 năm trước khi qua đời. Wendy Phạm và Mạnh Quỳnh, một người là con gái ruột, một người là tri kỷ, từng tuyên bố hiểu Phi Nhung nhất trên đời. Tuy nhiên có những bí mật, những nỗi đau Phi Nhung luôn giấu kín, âm thầm chịu đựng. Chỉ khi Phi Nhung tự nói ra thì Mạnh Quỳnh hay Wendy mới biết và ân hận. Thương Tịnh Bình vô cùng, hãy nghe những lời từ chính Phi Nhung bộc bạch nhé quý vị. Mẹ con rất là cực khổ mới sinh ra con. Tại vì từ hồi xưa thì nói chung con phải là con một người con Việt Nam chính gốc. Con là con lai, với mẹ con vì gia đình phải đi làm nuôi các cậu con, các dì con đi học nên mới sinh ra con. Dù mẹ con như thế nào đi nữa, cả cuộc đời này con cũng không có thể nào mà con trả hết cho mẹ con, nên con phải nuôi những đứa em thành tài để cho mẹ con vui. Và con cố gắng con làm được những cái gì để trả ơn cho mẹ khi mẹ con sanh con ra. Chứ nếu mà thời đại bây giờ thì muốn bỏ đứa con rất là dễ. Nhưng mà hồi đó mẹ con không có bỏ, mẹ con vẫn sanh con ra cho tới bây giờ. Nên cái công lao của mẹ con mãi mãi trong đầu của con. Con nghĩ con tới già con cũng sống không thể nào mà con trả hết được. Nên con làm được những gì cho xã hội, con giúp được những gì cho những đứa trẻ mồ côi, con giúp. Nói chung là trong tầm tay con làm được cái gì con làm, để không phải là để cái tiếng lại cho con. Con không có cần cái tiếng, mà con cần là những người nói một câu là, nhất là trong gia đình của con, nói là mẹ con sinh con ra rất là đúng, chứ không phải là một người phụ nữ ăn chơi. Con muốn mọi người nhìn cặp mắt mẹ với mẹ con là như vậy. Tại vì mẹ con hiền lắm. Không, con ở với mẹ con được 2 năm, nhưng mà con đã thấy có cái sự con học hỏi của mẹ con dạy con cái như thế nào. Mẹ con thay là một người ác để cho con mình kêu mẹ ác quá như thế nào đó khó khăn, nhưng mà mẹ con dùng cái đó để mà mẹ dạy các anh chị em con mà con học, nên hôm nay con mới có được ngày hôm nay. Là con ảnh hưởng tới mẹ con rất nhiều, nên đôi khi con nuôi mấy đứa con của con cũng vậy. Con nhiều lúc con bị nói con ở trên sân khấu sao con hiền quá mà
ở ngoài con hiền mà tại sao về nhà con dữ, mà con ác hay là con la con chửi mấy em con hay là mấy đứa con của con. Tại vì con học theo mẹ con nhiều lắm, tại vì có như vậy thì con mình nó mới khôn lớn, nó mới giỏi được. Con mẹ con làm cái gì con cũng thấy tội đó. Dù mẹ con có đánh con cũng thấy tội, con cũng nghĩ mẹ con dạy con. Tại con ở với mẹ con được 2 năm, con nhìn lén mẹ con rất là nhiều, tại vì mẹ con có nhiều em nên, và có ba kế nữa nên mẹ con phải vừa bung gánh bán bưng để nuôi mấy đứa em con. Thì dĩ nhiên con có ba, có cha có mẹ thì tốt hơn, còn mình thì con riêng, mà lúc đó mình là cũng là con lai, mà con không có dám đòi hỏi một cái gì nơi mẹ con hết á. Con chỉ muốn mỗi ngày con gặp mặt mẹ con cười và dạy các em con là con vui, chứ con chưa có bao giờ mà con dám trách mẹ con. Con chỉ trách con là tại sao con làm con mà con không dám gọi mẹ bằng cái tiếng mẹ. Con cứ sợ mỗi lần con gọi là con có một cái gì đó nó khó tả cho người con. Mạnh Quỳnh lần đầu nói hết tâm sự về Phi Nhung, tiết lộ điều khiến ai cũng sốc. Quý vị và các bạn thân mến, vào đầu tháng 4, Mạnh Quỳnh sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam để chuẩn bị cho 4 live show tưởng nhớ Phi Nhung tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ còn hơn một tuần nữa sau khi hoàn thành live show nhạc hội Hoa Anh Đào tại Washington, đó sẽ là đêm nhạc cuối cùng của Mạnh Quỳnh tại Mỹ. Trước đây, Mạnh Quỳnh chia sẻ rằng, mỗi khi bắt đầu biểu diễn, anh đều chắp tay khấn tổ nghề nghiệp phù hộ anh hát tốt. Và sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh chắp tay xin Phi Nhung phù hộ. Trước khi về Việt Nam, Mạnh Quỳnh cũng không quên đến tỉnh xá Giác An và nhà Wendy để thắp nhang cho Phi Nhung. Mong chuyến bay được an toàn và live show được diễn ra thuận lợi. Mạnh Quỳnh đến nhà Phi Nhung, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhà Phi Nhung khá rộng, nhưng bên trong chỉ có một vài đồ nội thất cơ bản. Sau 6 tháng Phi Nhung qua đời, không gian nhà có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn. Mạnh Quỳnh vào phòng thờ thắp cho Phi Nhung một nén nhang và nhìn vào di ảnh của Phi Nhung tâm sự. Nhung ơi, hơn một tuần nữa, Quỳnh về Việt Nam rồi đó. Nhung đã ra đi rồi, mình không còn ai ra đón sân bay nữa. Hôm nay Quỳnh đến thắp nhang cho Nhung, để rồi tạm biệt Nhung một thời gian. Năm nay Quỳnh chỉ lặng lẽ đi hát một mình và sẽ dìu dắt các con gái Nhung ở Việt Nam thành công trên con đường sự nghiệp. Nhung nhớ phù hộ cho Quỳnh biểu diễn thật tốt nhé. Nếu khán giả có hỏi thăm về Nhung, Quỳnh sẽ lại đến đây kể cho nhau nghe nhé. Hôm qua Quỳnh vừa tham gia live show nhạc Lam Phương, những bài hát kỷ niệm trước đây với Nhung, Quỳnh vẫn giữ mãi trong lòng. Quỳnh xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ, vui vẻ, lạc quan. Có nhiều người trách Quỳnh tại sao không lạc quan để sống một cuộc sống của mình. Dù sao cũng là người đàn ông mà lại yếu đuối như vậy. Nhưng Quỳnh chẳng thể nào quên được một người tri kỷ gắn bó 22 năm. Nhung giống như người thân của Quỳnh vậy, mới 6 tháng trôi qua, Quỳnh không thể nào cảm thấy nhẹ nhàng được. Hãy để cho Quỳnh được khóc, được đau vì một người bạn thân hơn cả vợ chồng. Biết đâu khi khóc, Quỳnh có thể vơi đi nỗi đau, cảm thấy thanh bình hơn trong lòng. Nếu ai đó có trách Quỳnh, Quỳnh cũng xin chấp nhận, vì chỉ ở trong hoàn cảnh của Quỳnh mới hiểu được, khi mất đi người thương mới thấm nỗi đau. Mạnh Quỳnh rơi một giọt nước mắt xuống má, nhưng có lẽ giọt nước mắt này sẽ khiến cho anh nhẹ nhàng hơn trong tâm hồn.